Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa anh chị em, thánh lễ phong chức bao giờ cũng là một thánh lễ đầy tràn niềm vui. Nhưng mà đối với các tân chức hôm nay và đối với tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam thì lại càng là cái niềm vui lớn lao hơn nữa. Thánh lễ phong chức theo bình thường thì đáng lẽ đã được cử hành vào mùng 4 tháng 8. Nhưng mà cái Covid, cô ấy quái ác quá, cô ấy không tha chúng ta, cho nên là phải ngưng lại. Mà ngưng lại mới có hơn tháng thôi, nhưng mà cũng có nhiều người cũng đã có vẻ như là cảm thương cho các phó tế, bởi vì thương các em không được chịu chức linh mục, mới có một tháng rưỡi thôi. Nhưng mà hôm nay thì Covid cô lại thương chúng ta, cô tha chúng ta, cho nên chúng ta cử hành thánh lễ phong chức hôm nay với sự hiện diện đông đủ của tất cả các linh mục, tu sĩ và toàn thể anh chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa vì thánh chức linh mục Chúa ban cho hội thánh. Trong giáo lý của giáo hội chúng ta biết rồi, chỉ có một mình Chúa Giêsu là mục tử tối cao của hội thánh, mục tử duy nhất của tất cả chúng ta. Và Chúa cho tất cả mỗi người chúng ta đây được tham dự vào chức tư tế của Chúa, gọi là chức tư tế chung. Ngay cả các tu sĩ, anh chị em giáo dân cũng được gọi là tư tế của Thiên Chúa, là tư tế. Cho nên anh chị em cũng có cái bổn phận phải rao giảng lời Chúa. Không phải chỉ có chúng tôi, mà anh chị em phải rao giảng lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày, trong môi trường của anh chị em, nói lời Chúa cho những người xung quanh. Đó là anh chị em đang thi hành chức vụ tư tế chung. Rồi là tư tế anh chị em, cho dù là không được đứng ở bàn thờ này để dâng thánh lễ, nhưng anh chị em có một cái sứ mạng là dâng hy tế thiêng liêng, dâng hy tế cuộc đời của mình cho Thiên Chúa. Mà cái điều ấy là hết sức quan trọng, hết sức là quý giá. Anh chị em nhìn lên thánh giá Chúa, ngày xưa Chúa dâng lễ đâu có bàn thờ đó. Thánh lễ của Chúa là gì? Là thánh lễ cuộc đời, thánh lễ trên thánh giá. Chúa Giêsu dâng lễ không có lễ phục, không có sông hương, không có ca đoàn, không hát hỏng gì hết, chỉ là dâng cái cuộc đời của mình, dâng cuộc khổ nạn của mình, dâng lên Thiên Chúa. Mà đó là hy lễ quan trọng. Cho nên anh chị em là tư tế của Thiên Chúa, hằng ngày dâng thánh lễ cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, đấy là một hy lễ thánh thiêng cao cả. Rồi anh chị em cũng là người phục vụ, cũng là người quản trị. Quản trị bằng cách phục vụ, hiến dâng đời sống của mình, phục vụ lẫn nhau, nhất là phục vụ những người bé mọn. Nên tất cả đều là tư tế của Thiên Chúa hết. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã thiết lập chức tư tế, gọi là tư tế thừa tác, mà hôm nay chúng ta sắp sửa vui mừng để đón nhận 8 tân chức được thánh hiến để trở thành tư tế thừa tác của Thiên Chúa. Cái chức tư tế thừa tác này làm cho các tân chức này trở thành hiện thân của Chúa Giêsu mục tử, là đầu và là thủ lãnh. Có nhiều lần tôi nói tới cái câu này, các linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu, là đầu và mục tử. Nhiều người cũng thắc mắc, vậy thì người nghèo có phải là hiện thân của Chúa Giêsu không? Anh chị em có phải là hiện thân của Chúa Giêsu không? Thưa có chứ, tất cả mỗi người chúng ta, nhất là những người nghèo là hiện thân của Chúa Giêsu. Nhưng mà các linh mục này là hiện thân của Chúa Giêsu trong tư cách là đầu và là mục tử. Và Chúa muốn đã đặt các anh em này để trở thành dấu chỉ của Chúa, phục vụ cộng đoàn chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa về tất cả các anh em này đã được Chúa kêu gọi.
các linh mục, tất cả các phó tế anh em chúng con là linh mục của Chúa. Chúng con có cái nhiệm vụ rao giảng lời Chúa, rao giảng trong tư cách là đầu và là thủ lãnh. Chắc chắn là khi nói tới nhiệm vụ rao giảng, tất cả chúng ta ai cũng cảm thấy sợ hãi. Không biết các thầy có thích giảng không, nhưng riêng bản thân tôi và các nhiều cha cảm thấy rất là sợ khi phải giảng. Cũng như bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy, Jeremiah được kêu gọi để làm ngôn sứ của Chúa, ông ấy run cầm cập lên. Ông bảo: lạy Chúa, con là một đứa trẻ, con không biết ăn nói. Nhưng Chúa bảo: ta sai ngươi đi, ngươi cứ nói, ta đặt lời ta trong miệng của ngươi. Những con người phàm hèn này từ hôm nay sẽ nói lời của Chúa. Chúng ta cảm thấy sợ hãi, nhưng lời Chúa ở trong chúng ta. Và vì thế các con muốn rao giảng lời Chúa thì phải có lời Chúa trong mình, phải cho để cho lời Chúa thấm nhập vào trong tâm tư con người của chúng ta. Chúng ta cảm thấy mình bất xứng, không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta có đầy Chúa trong mình, có đầy chất phúc âm trong mình, chúng ta sẽ không sợ phải nói cái gì hết. Bởi vì lúc đó chính Chúa sẽ nói trong chúng ta. Cần phải có Chúa, có chất Chúa, có chất tin mừng trong mình để anh em chúng con rao giảng lời Chúa. Điều thứ hai, anh em chúng con hãy ghi nhớ mình là mục tử trong giáo hội thì phải phục vụ đoàn chiên của Chúa. Đoàn chiên, đoàn dân thánh của Chúa đây, như Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, đã được Chúa Giêsu mua bằng giá máu của Chúa. Đoàn chiên này rất là cao quý, rất là cao cả, bởi vì chính Chúa Giêsu đã đổ máu ra để mua đoàn chiên này. Và vì thế chúng ta là mục tử, chúng ta hãy yêu mến đoàn chiên, hãy quý trọng đoàn chiên, hãy gìn giữ đoàn chiên và tôn trọng đoàn chiên của Chúa, và sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự để phục vụ đoàn chiên, để nuôi dưỡng đoàn chiên như chính Chúa Giêsu vậy. Nói một cách trên cái phương diện khác là chúng ta không được coi thường đoàn chiên, không được bỏ bê đoàn chiên, không được lợi dụng đoàn chiên. Tóm lại, đó chính là cái óc giáo sĩ trị mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta. Chúng ta hãy sống với tinh thần của vị mục tử duy nhất của chúng ta là Chúa Giêsu, yêu mến đoàn chiên và hy sinh tận tụy vì đoàn chiên. Như lời phúc âm mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đến không phải để cho người ta hầu hạ mình, phục vụ mình, mà là để hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đó chính là cái tinh thần của một người mục tử. Anh em chúng con sẽ là linh mục của thời đại mới, của thời đại 2020. Chúng ta hãy biểu lộ một cái lối sống khác, một lối sống dấn thân vì đoàn chiên, phục vụ đoàn chiên. Và anh chị em cộng đoàn chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân chức này. Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta hay nói tới tình trạng khan hiếm linh mục. Đối với Việt Nam chúng ta chưa rơi vào trong tình trạng đó, nhưng nhiều nơi trên thế giới khan hiếm linh mục. Mà vì khan hiếm linh mục cho nên người ta nghĩ ra nhiều cái giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu hụt linh mục. Chẳng hạn như cái vùng Amazonia, vùng Nam Mỹ thiếu linh mục. Mà vì thiếu như thế cho nên nhiều người đưa ra cái giải pháp thơ cho phụ nữ được làm linh mục đó, hay là phong chức linh mục cho những người có gia đình để giải quyết tình trạng khan hiếm linh mục. Đức Thánh Cha Francisco trả lời rằng chưa cần nghĩ tới chuyện đấy. Trước hết, chỗ nào có thừa linh mục thì hãy san sẻ cho những nơi thiếu linh mục. Trong giáo hội ngày hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ
thấy một cái tình trạng giống như là thời của Thánh Gregorio cả ngày xưa. Ngài bảo trong thế giới này nhiều linh mục, thừa linh mục, nhưng lại thiếu các mục tử, thiếu những người loan báo tin mừng. Xét về số lượng thì là thừa linh mục, nhưng mà xét về cái chất lượng, cái sự dấn thân phục vụ đoàn chiên thì lại thiếu. Hơn ai hết, Thánh Gregorio cả mà còn nói với chúng ta rằng chúng tôi bị cám dỗ là bỏ bê cái công việc của chúng tôi để chúng tôi chạy theo những công việc ở bên ngoài, chạy theo những công việc phụ thuộc mà quên mất cái sứ mạng chính yếu của mình. Nhiều linh mục nhưng mà không có người đi rao giảng tin mừng. Và các tu sĩ có lẽ cũng như thế, nhiều tu sĩ nhưng mà thiếu người đi rao giảng tin mừng. Vậy thì thưa anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta dâng lên Chúa những hoa trái để được thánh hiến trong đời sống linh mục, tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân chức, và anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa, để chúng tôi sống đúng với danh hiệu của mình là linh mục của Chúa, là mục tử của Chúa ở trong giáo hội. Và nhờ cái thừa tác vụ của chúng tôi, xin Chúa là mục tử duy nhất hướng dẫn anh chị em, nuôi dưỡng anh chị em và đưa anh chị em tới hạnh phúc muôn đời. Amen.